สวัสดีครับสวัสดีครับครอบครังรักรังชาวไงนะครับบนem làm gỏi đu đủ Thái Lan làm xong rồi giờ làm gỏi đu đủ Ba Khía gỏi đu đủ Ba Khía bên em thì có hai giá một là 50 và một là 60k khách có thể chọn mức độ cay tùy theo ý thích mình luôn nha thì ở đây em làm phần với lại 6 chất phần này cũng tương đối là cay khách có thể nói được tiếng Thái sau khi ăn phần này chẳng hạn như là cay quá nó khắp cho xin miếng nước nó khắp xong phần giả banh chài banh cối banh nóc thì em bỏ chanh vô cho nó chua chua kèm với độ cay cay của gỏi cỏi lõi luôn à ở một số quán thì người ta để luôn vỏ chanh ở trong cho nó đẹp nhưng mà nếu như mình ăn lâu thì mình nên lấy cái vỏ ra chứ không là nó bị đắng cái hậu bị đắng cái hậu thì khách hay nói nên thành ra em bỏ vỏ chanh ra bỏ vỏ chanh ra xong em múc mắm aun em đổ vô em đổ mắm aun vô nè đó quý vị thấy chưa xong cái phần mắm aun là tới cái phần quan trọng nè đó là ba khía em đổ ba khía vô ba khía nhiều lắm mà nha em đang làm phần 60k cho quý vị xem luôn ba khía vô rồi thì em bắt đầu em đâm nhẹ nhẹ thôi em đâm nhẹ nhẹ cho nát ra cho gia vị thấm vô ba khía cái chập hồi quý vị ăn quý vị cảm thấy cái độ ngon ở trong con ba khía nó chảy ra đó thì một số chỗ người ta để nguyên con ba khía ví dụ khách muốn ăn để nguyên con thì nhớ dặn em nha bình thường đu đủ thì em bào bằng máy nhưng mà hôm nay khách yêu cầu bào bằng tay thì em cũng bào bằng tay để cho cái độ nó giòn nhiều hơn nè đó em vuốt rớt tùm lum ra ngoài luôn nè quý vị ơi địa chỉ quán em là nằm ở số 218 Trương Thị Hoa phường Tân Tới Hiệp quận 12 luôn nha quý vị chiều nhớ ghé ra mua ủng hộ em luôn nha gỏi đu đủ ba khía mà ăn chung với cơm nóng nóng thì ta nói là chỉ có nhức cái nách thôi à mà khách nào mà muốn ăn nhậu thì làm chua chua cay cay lên tí xíu đảm bảo là hào bia luôn nha tốn tiền mua bia lắm nha khách ơi vuốt xong là bắt đầu em đâm nè em trộn cho nó thấm nè giờ cái đu đủ này nó trộn vô bắt đầu là nó thấm cái gia vị vô nè cái đậu phộng với lại cái gia vị nó thấm vô sợi đu đủ quý vị ăn là chỉ có chảy nước miếng thôi nha trộn xong rồi bắt đầu em lấy trái cây em bỏ vô nè trái cây của bên em thì có dưa leo cà giòn cà chua và đậu đũa mà đậu đũa thì ngày nào mà nó ngon thì em mới lấy còn bữa nào mà lên chợ mà thấy già là em dạt nó luôn nha nên là quý vị thông cảm nha nên có bữa không nha bữa nào có là bữa đó ngon bữa nào không bữa đó dở ha em là cái gì ngon ngon á là em để dành cho khách em không à thành ra cái giá thành nó lúc nào nó cũng đi đôi với chất lượng hết á thì cái slogan của quán em mới là lấy chất lượng chứ không lấy số lượng ha nên khách ăn rồi khách cảm nhận là khách quay lại khách ủng hộ em luôn nha được thành lập từ cuối năm 2019 thì tính đến nay là cũng gần được 2 năm rồi thành ra là khách đã ăn và ủng hộ và tin tưởng bên Aun rất là nhiều trộn xong rồi bắt đầu em múc vô trong tô cho quý vị xem luôn nha đó cái sợi đu đủ nó ngon ơi là ngon luôn từ lúc xanh cho tới lúc bây giờ thấm gia vị vô là nó thấm nhuyễn nhừ xong rồi nó vàng cái vị mắm aun nó thấm chung với lại cái vị ớt và chanh tỏi này nọ nó làm lên cái lỗ mũi em chịu không nổi luôn quý vị ơi một tô chà bá này là cỡ tầm 2-3 người ăn cũng no luôn nha quý vị nhớ là ăn kèm với cơm nóng nóng sôi nóng nóng bún trộn chung ăn cũng ngon còn quý vị nào muốn ăn chung với bún sôi với cơm thì cứ đem tới quán em làm luôn cho nha.